Đây, cái tem mình đang đi tháng xíu. Ôi, chỗ này nhiều lắm ấy, kiểu gì cũng quả chí luôn, thề. Đừng vặt kiểu thế. Còn là ương, phải vặt kiểu lấy ở cái cùm kia. Cẩn thận. Còn là ương này. Đây, mấy quả này dài hết rồi. Ờ, chín hết rồi. Bọ, ôi trời, bọ. Đấy, quả này nó sạch sạch này rồi, này về giống một tí này. Đấy, quả chín đây. Không chín đâu. Quả đấy em bóp rồi. Cẩn thận, thả xuống chỗ đấy đi. Thả mày xuống đi. Đéo là ương, cả chín. Đây, chín rồi, ương, đéo này. Phải ương rồi mà. Chín rồi. Có cái này mấy quả thì sạch. Bỏ quá. Mọi em kiếm một quả đéo ăn. Nắng đi. Chị sao? Em xin lượm nhé. Mềm mềm mềm. Thế nhỏ thế này. Mềm mềm mềm. Chín này. Đào vẹ về luôn đi. Đấy ạ. Cái này gà hả? Đây này, con gì nó ăn đây này. Con này rơi. Quả này ương này. Ờ, sắp chín rồi. Ôi, quả kia to thật. Kia à? To bằng cái đầu ấy. Đâu? Kia to quả ngạt. Đây, nó đủ chín kìa. Mấy ông kia vừa ăn nó đủ chín không? Nó đủ như này, nó ngọt thế. Ăn đi. Ừ. Đây. Kiếm cái túi. Chín này. Thì đây chẳng xương nhà cổ đây này. Quả này ương à? Anh chín này quả này ăn được rồi. Không phải làm bộ đâu. Chín này. Chín này. Đấy. Nó to á. Nó nhiều sạch quả ạ. Con này bé chín. Nó to kia mình chín nhỉ. Đây á. Không, cái này là cây, không phải lai đâu. Con này gần chín rồi. Về giấm. Ngọt đấy. Ngọt không? Ngọt, ăn đi. Ngọt, ăn được. Thôi anh cho em lừa một quả. Con này ưa mà ngon này. Ngọt thật đấy. Tối có em kiều cho lên được chưa? Cái gì? Tối có em kiều lên cho anh được chưa? Alo. Alo. Có ai nhỉ? Vâng. Không làm ở đây đâu anh ạ. Có hoàn làm cái bảng này không nhỉ? Chạy quảng cáo á? Chạy quảng cáo à? Anh muốn chạy quảng cáo à? Chạy thì anh phi. Thế thì phải không biết có phi giờ còn gì làm được nữa. Anh phi chắc chạy suốt không? Không, để em hỏi cho một tí có gì anh nhắn tin không? Hoàn có chạy đâu, Hoàn bên mới đang chuẩn bị đi học. Ơ, đây có cây táo này. Đúng rồi. Mỗi quả hai hết rồi. Còn đây. Bà bảo. Lấy cái gì được mà. Bỏ cái lá. Cho vào đây.